Chào tất cả anh em đã đến với Mưa Bóng Đá. Sau đây xin mời tất cả anh em cùng với Mưa Bóng Đá đi đến buổi nhận định và dự đoán cặp đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Real Madrid và AC Milan. Tính tới thời điểm hiện tại thì anh em có thể thấy rằng là Real Madrid và kể cả AC Milan đều vẫn chưa có được những sự bổ sung chất lượng cho nhân sự của mình. Ở bên cạnh đó thì Real Madrid thì hiện tại đang mất đi hàng phòng thủ, đó chính là mất đi hai sự phục vụ của hai siêu sao, đó chính là CEO Ramos và Varane. Ramos đến PSG và Varane thì đến với Manchester United. Có thể nói rằng đây là một trong những điều mà tổn thất rất lớn đối với các cổ động viên của Real Madrid, bởi vì họ đã mất đi hai siêu sao và hai lá chắn tốt nhất của Real Madrid trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó thì họ lại bổ sung một nhân sự rất là ok nha anh em, đó chính là David Alaba. Dù là có sự phục vụ của David Alaba, Real Madrid họ vẫn chưa có được một cái bơm tấn chuyển nhượng nào tại thị trường chuyển nhượng của mùa hè năm nay nha anh em. Với một cái đội hình có thể nói rằng sức mẻ quá nhiều của Real Madrid thì hiện tại thì tôi thấy rằng Real Madrid họ chưa có được một cái củng cố về cái lực lượng đội hình nó chuẩn, nó tốt. Bên cạnh đó thì những cái ngôi sao của họ đã trở về từ Euro thì không biết rằng có thể lực nó có còn sung mãn hay không. Anh em có thể thấy rằng một cái giải khắc nghiệt như là Euro cũng như là Copa America thì nó rất là căng thẳng, và các cầu thủ cần phải khoảng thời gian để relax cũng như là lấy lại phong độ, phục hồi sức khỏe để chuẩn bị cho một giải đấu dài hơi của Real Madrid cũng như là AC Milan vậy. Trong trận đấu giao hữu đầu tiên của mùa hè năm nay thì Real Madrid đã để thua câu lạc bộ Rangers. Điều này cho thấy được rằng là Real Madrid đang hiện thi đấu không tốt nha anh em. Phong độ cũng vậy, cũng như là những ngôi sao trẻ, những tài năng trẻ của Real Madrid họ đang thật sự không ổn định lắm. Còn AC Milan thì họ khác hoàn toàn so với Real Madrid, bởi vì trong những trận đấu giao hữu ở mùa hè năm nay thì họ hoàn toàn là giành chiến thắng nha anh em, họ thắng hết. Và điều đặc biệt ở cái điểm này là những trận giao hữu của AC Milan và Real Madrid, trong 5 lần gặp nhau thì AC Milan đã thắng 2 lần và thua 3. Điều này cho thấy rằng Real Madrid ở trận đấu này là đội được nằm cửa trên so với AC Milan, cũng như là những lực lượng của Real Madrid thì họ lại chất lượng hơn AC Milan rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Có những nguồn tin cho rằng là ở trận đấu này sẽ là một trận đấu để cho hai đại diện của hai đội gặp mặt nhau để trao đổi về cái thương vụ của Isco, bởi vì AC Milan hiện tại đang rất quan tâm tới Isco nha anh em. Và nếu câu chuyện này có thật thì tôi nghĩ rằng là Isco sẽ là một trận đấu cuối cùng của Real Madrid trong mùa hè giao hữu năm nay để trước khi chuyển sang AC Milan. Có nhiều nguồn tin cho rằng AC Milan sẽ chiêu mộ thành công Isco sau khi trận đấu này kết thúc nha anh em. Theo những tỷ lệ mà của các chuyên gia họ đưa ra rằng thì Real Madrid là họ nằm kèo trên nha anh em, và họ chấp AC Milan là nửa trái. Trận đấu này theo tôi nghĩ đúng ra nó phải đồng banh. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại lực lượng giao hữu của trận của Real Madrid với lại AC Milan nó cũng không phải là một cái đội hình quá mạnh, cũng như là đội hình mạnh nhất của hai đội đâu. Bởi vì hiện tại đang là đây là một trận giao hữu mà. Thì giao hữu thì anh em cũng biết rồi, tour giao hữu thì chỉ là những cái gọi là lấy được mối quan hệ giữa hai đội, rồi cũng như là trao đổi cầu thủ, rồi thử nghiệm đội hình, rồi tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu, chứ nó không mang đậm về một cái yếu tố thắng thua nhiều nha. Thì anh em xem bóng đá nhiều thì tôi nghĩ rằng anh em cũng biết cái chuyện này. Giao hữu là để gọi là giao lưu, gọi là tình đoàn kết giữa hai câu lạc bộ thôi. Nhưng mà yếu tố thắng thua thì nó cũng phải có kết quả trong cái trận đấu, đúng không nào? Nhưng trận đấu này Real Madrid chấp nửa trái, tôi nghĩ anh em nằm Real Madrid đi. Nó ổn áp hơn, nó ổn áp hơn nhiều lắm. Mặc dù Real Madrid họ mang tới một cái đội hình ở trận đấu này là trẻ hóa hoàn toàn nha anh em, trẻ nhiều lắm. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái trẻ của Real Madrid nó cũng có giá trị và nó chất lượng hơn của AC Milan nhiều lắm nha. Chính những yếu tố về nhân sự cũng như là những gì mà chúng ta thấy được ở Real Madrid thì họ là một đội bóng chất lượng hơn AC Milan. Mặc dù AC Milan họ không kém về những con người, nhưng mà về cái giá trị đội hình thì Real là họ lại nhỉnh hơn. Cho nên là chuyên gia lại đánh giá Real là họ nằm kiểu trên. Thì tôi nghĩ anh em nên chọn Real Madrid đi, bởi vì Real Madrid sẽ làm cho anh em một cái niềm tin nó vững chắc hơn là anh em nằm AC Milan. Về tổng số bàn thắng của trận đấu này thì các chuyên gia lại cho rằng là từ 2 đến 2.5. Thì tôi nghĩ rằng ở trận đấu này nó chỉ kết thúc với tỷ số là 2-0 thôi, dưới 2.5 nha, dưới 2 trái, cùng lắm nó là 2 trái thôi. Cho nên là tôi nghĩ rằng anh em sẽ nằm ở cái mức gọi là dưới 2 trái, 2.5 sẽ an toàn cho anh em rất nhiều. Đó là những suy nghĩ của tôi, còn anh em nghĩ như thế nào thì anh em cứ bình luận bên dưới video nha. Còn cái tỷ số của trận đấu này á, là tôi nghĩ rằng sẽ là một cái trận đấu
nó sẽ là giằng co ở hiệp thi đấu đầu tiên cũng như là hiệp thi đấu thứ hai và pressing luôn cả hai đội luôn. Và tôi rất muốn một trận đấu có nhiều bàn thắng. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh em nhìn thấy đi, cả hàng công của Real và cả hàng công của AC Milan thì hiện tại vẫn chưa có được một cái một đội hình mạnh nhất. Cho nên tôi nghĩ rằng là Real Madrid sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0 thôi. Hiệp 1 là Real ăn 1-0, hiệp 2 ăn trái nữa là đủ 2 trái. Thì anh em nghĩ như thế nào anh em cũng bình luận bên dưới video cho tôi nha. Đây là những gì nhận định của tôi thôi và tôi cập nhật cho anh em cũng như là quan điểm của tôi nhìn nhận về trận đấu này. Ở đầu video thì tôi có nói rằng lịch sử đối đầu của hai đội thì AC Milan chỉ có 2 lần giành chiến thắng trước Real Madrid thôi. Thì bên cạnh đó thì cái lần mà gặp gần nhất của Real Madrid và AC Milan đó là vào ngày 12 tháng 8 năm 2018. Thì Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Thì anh em cũng biết rồi, vào cái năm đó Real với cả AC Milan về cái đội hình thì nó quá chênh lệch nhau rất nhiều rồi đúng không? Cho nên là làm gì làm, khi chúng ta xem hay nhận định trận đấu thì chúng ta đều phải nhìn về quá khứ cũng như là cái thành tích 5 trận gần nhất rồi của hai đội, cũng như là những cái thành tích 5 trận gần nhất của hai đội để chúng ta đánh giá. Bóng đá là phải đánh giá về phong độ anh em à. Cho nên chính vì vậy ở trận đấu này tôi lại đánh giá cao về Real Madrid hơn là AC Milan. Mặc dù AC Milan họ có một trận là họ có một cái mùa giải giao hữu toàn thắng, nhưng họ sẽ chấm dứt cái toàn thắng ở cái trận giao hữu này. Anh em nào nằm AC Milan thì cũng được đi, tôi nghĩ cũng ok chứ không phải là đến nỗi không đến nỗi đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng anh em nên suy nghĩ lại. Nếu anh em đồng quan điểm với tôi thì anh em nên nằm Real Madrid, còn anh em không đồng quan điểm với tôi thì anh em cũng có thể nằm AC Milan. Đó là quyền lựa chọn của anh em thôi. Nhưng mà cảm ơn anh em đã xem video này nha. Anh em đừng quên đăng ký kênh, bấm like, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất của Mê Bóng Đá nha. Đó là những nhận định và dự đoán thôi. Có trật, có đúng, có sai thì anh em cũng ủng hộ cho Mê Bóng Đá nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.